Vâng, xin chào tất cả các bạn thân mến. Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại và đăng video mới. Thì với mục đích của cái video này thì tôi muốn uh, uh, chia sẻ với một số bạn mới vào nghề hoặc là các bác tài đấy là muốn tự làm tự chỉnh phanh cho mình mà gặp cái trường hợp cái hệ thống phanh như thế này thường thì các bạn sẽ lúng túng là bởi vì khi mà các bạn gảy tăng phanh lên thì được nhưng mà khi các bạn nhả phanh xuống các bạn gảy ngược lại để nhả phanh xuống thì không nhả được nó cứng lại lý do là đây ở bên trong cấu tạo của cái cụm phanh là nó sẽ có con sâu tăng như này và cái con sâu tăng ấy cái điểm mà các bạn thò tốt vít vào để hoặc dụng cụ gãy phanh đấy để các bạn gửi. Nó có hình răng cưa như thế này. Người ta thiết kế nó hình răng cưa như thế này và nó có thêm một cái thanh thép. Nó như cái lưỡi dao đây này để nó chặn. Mục đích người ta thiết kế ra cái này để làm gì? Là để tránh cái hiện tượng trong quá trình chúng ta dùng phanh nhiều xe di chuyển và chúng ta dùng phanh nhiều thì Ờ, có thể là cái con sâu tăng này nó sẽ bị uh, xoay dần và uh, nó bị uh, cựa gen đấy nó xoay dần và má phanh của chúng ta hở dần ra thì cái thanh thép này nó chặn nó sẽ giữ cho con sâu tăng này không bị xoay và giúp cho thanh của chúng ta không bị uh, nhả dần má ra đấy nó nằm uh, ở chặn ở ngay giữa cái răng của con sâu tăng đó nên là khi các bạn gửi này nếu khi mà gửi theo chiều mũi tên là tăng ấy thì chúng ta gửi rất dễ dàng đó khi mà gửi đúng theo chiều mũi tên nghĩa là chiều tăng thì rất dễ dàng nhưng mà khi gửi ngược lại thì không gửi được thì ở bên trên này người ta cũng có làm một cái lỗ này thì chúng ta cần phải dùng một cái tu vít chúng ta đẩy vào mục đích ấy là cái tu vít này nó sẽ đẩy vào cái thanh thép chặn này nó đẩy ra không còn tùy vào răng cái cái răng của con sâu tăng nữa nó không chặn nữa thì lúc đấy các bạn mới nhả ra được đó khi mà tôi đẩy đẩy thì nó nhả ra này nó không chặn vào cái răng nữa nữa lúc đó thì chúng ta mới gãy được, chúng ta mới nhả xuống được. Sau khi mà nhả xong, đảm bảo cái khe hở của má phanh thì chúng ta phải bỏ tu vít. Cái uh, thanh chặn này nó sẽ trở lại vị trí ban đầu và nó sẽ chặn vào cái răng của con sâu tăng đó và nó giữ phanh ở vị trí đó. Đây động tác như này. Khi chúng ta làm thì chú ý nhá Là cái động tác cái một tay chúng ta phải đưa túi vít Đẩy cái thanh chặn ra Tay còn lại chúng ta gãy Tay còn lại chúng ta gãy phanh thì mới gãy được Nếu khi mà chúng ta tăng á, thì không cần thiết Khi nhả xuống là bắt buộc là phải sử dụng cái tu vít và làm tăng như thế này đẩy cái thanh chặn ra để nó không chặn vào sâu tăng nữa thì lúc đó chúng ta sẽ nhả được phanh xuống đây bỏ tu vít ra và chúng ta gẩy thì nó sẽ mắc vào như thế này thanh chặn nó sẽ mắc vào cái răng của sâu tăng như thế thì nó không thể xoay được sau đó nó cứng đây nhìn kỹ lại nha.